Ca sĩ Di Trần về quê Quảng Bình tặng 20 suất học bổng cho các em nhỏ hiếu học. Trong đợt lễ ngày 30 tháng 4 này, ca sĩ Di Trần đã cùng mẹ về Quảng Bình để trao 20 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học tại quê nhà. Di Trần, bìa phải, tại buổi trao học bổng cho trẻ em hiếu học ở quê nhà. Ca sĩ Di Trần cho biết, tôi hạnh phúc khi được tri ân quê hương, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Di Trần, tên thật là Trần Thị Nhật Hạ, sinh năm 1995 tại Quảng Bình trong một gia đình không có ai hoạt động về nghệ thuật. Trước khi theo đuổi con đường ca hát, cô từng theo học ngành quản trị kinh doanh. Thời sinh viên, do gia đình khó khăn, cô phải làm nhiều nghề để kiếm thêm thu nhập. Di Trần từng làm phục vụ nhà hàng tiệc cưới, phục vụ quán cà phê, làm gia sư. Vốn yêu thích ca hát, cô không ngần ngại đi hát xong, bán kẹo kéo, bán bông để kiếm sống. Trong một lần trường tổ chức cuộc thi tài năng, Di Trần may mắn giành giải quán quân. Từ đó, cô có cơ hội đi hát ở các quán cà phê trong thành phố. Năm 2018, Di Trần đăng ký thi một game show truyền hình và vào tới vòng chung kết. Từ đó, Di Trần chọn cách tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, game show trên truyền hình để giúp bản thân vững chãi hơn trong sự nghiệp ca hát. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các anh chị em trong nghề về chất giọng và phong cách biểu diễn. Sau đó, cô cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và được công chúng đón nhận. Di Trần thu hút sự chú ý của khán giả khi tham gia các chương trình như Nghệ sĩ đường phố, Sao tìm sao, Sàn chiến giọng hát, Ai là bậc thầy chính hiệu mùa 2, Người kể chuyện tình. Sau mini show đầu tiên trong sự nghiệp hồi tháng 10 năm ngoái, Di Trần vẫn đang tiếp tục nỗ lực rèn luyện giọng hát, cũng như những kỹ năng trình diễn sân khấu để trở thành một nghệ sĩ đa năng như mong muốn của cô. Ngoài ra, nữ ca sĩ gốc Quảng Bình còn ấp ủ kế hoạch làm series phim ngắn trên YouTube. Bên cạnh nhiệt huyết nghệ thuật, Di Trần còn được biết tới là một streamer có tiếng trên mạng xã hội. Cô sở hữu một lượng fan đông đảo, đặc biệt là các bạn trẻ.